Đây các bạn, thì chúng ta đang lên hàng và chuẩn bị đi giao một cái nơi nữa, phải không? Chuyên về bánh bao. Rất nhiều câu hỏi đặt ra là máy bánh bao có được chạy được bánh bao hay không, có giống bánh bao làm tay hay không. Thì hôm nay khẳng định với các bạn luôn, những lò lớn là chúng ta, người ta sẽ sử dụng nguyên dây chuyền của Phoenix hết. Rồi, ok, đây là cái máy tạo hình bánh bao. Đó, máy tạo hình bánh bao có cái giá cực tốt của bên công ty Phoenix lắp ráp. Đó, thì các bạn thấy không? Một dây chuyền như vậy, chúng ta luôn luôn phải đi theo một dây chuyền từ cối trộn nè, rồi tới máy cán nè, rồi tới máy nhồi nè. Máy nhồi xong bắt đầu chúng ta tới cái máy tạo hình. Đó, thì như các bạn thấy là tất cả mọi thứ chúng ta đều gọi là đều có. Khi mà chúng ta mua một cái dây chuyền bên công ty Phoenix thì chúng tôi sẽ đi lắp đặt tận nơi. Và ở video này cũng vậy, Hải sẽ đồng hành với cùng anh em và sẽ đi lắp đặt tận nơi, tận chỗ. Khi mà mình đến lắp máy xong thì chủ nhà đãi tất cả, gọi là team đi lắp máy rất là thịnh soạn. Đây là đặc sản của dòng chôm Bến Tre, hủ tiếu nè, là có giò nạc nè, đó rồi có xá xíu nè. Cái này là coi như là hủ tiếu 40 năm, bánh bao 50 năm, mai sẽ chạy trên cái máy của clip. Các bạn hãy đón xem clip chất lượng như vậy. We'll be right back.
làm để hay đi nữa. Bây giờ mình lấy cỡ tầm xác suất đi. Hai trứng này. Có lạc xưởng không? Đây lạc xưởng nè. Đâu lạc xưởng rồi. Ở dưới nhưng mà xong mình thấy được đây này lạc xưởng nè, thấy chưa? Nè, lạc xưởng này. Lạc xưởng nha chứ để. Đây có lạc xưởng nó lạnh như vậy. Hai trứng. Một lạc xưởng. Hai trứng một lần chưa? Hai trứng một lần chưa? Ok. Đúng rồi. Hai trứng là đúng á. Con có thấy bọn mắt không nè? Cái gì cái là mình phải tự tin mới được đúng không? Đúng rồi, máy móc mình tự tin chứ. Tự tin lên là xài được hết. Vì tự tin nó mới được, không phải tìm tới. Đó, đó, khách hàng rất là tin tưởng. Đúng rồi. Đẹp không cô? Đẹp. Quá đẹp không? Quá đẹp rồi. Cảm ơn quý vị và bạn rất nhiều, bây giờ ra xe.